sự gia tăng sử dụng nghiện chất dạng thuốc phiện và quá liều là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Gần 850.000 người đã chết vì sử dụng ma túy quá liều trong hai thập kỷ qua. Với gần 70% số ca tử vong này là do opioid như oxycontin và vicodin. Đặc biệt, việc sử dụng và nghiện chất dạng thuốc phiện có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho phụ nữ, mang thai và thai nhi. Sử dụng opioid có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ ở thai nhi, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về hành vi và tinh thần sau này. Nó cũng có thể dẫn đến hội chứng kiêng khem ở trẻ sơ sinh, NAS, về cơ bản có nghĩa là em bé có thể trải qua các triệu chứng cai nghiện sau khi sinh và không tiếp xúc với thuốc opioid. Thông thường, các loại thuốc như buprenorphine và methadone được sử dụng để điều trị những người bị rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện và giúp giảm các hành vi gây nghiện. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu kiểm tra tác động của những loại thuốc này đối với thai nhi. Vì vậy, vẫn chưa rõ liệu những loại thuốc này có thể được sử dụng để điều trị cho phụ nữ nghiện trong thời kỳ mang thai hay không. Một bài báo mới được xuất bản trên The Neurology cố gắng lấp đầy khoảng trống này. Cụ thể, các nhà nghiên cứu muốn hiểu những loại thuốc này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Để làm như vậy, các nhà nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh MRI đặc biệt để so sánh não của 109 trẻ sơ sinh tiếp xúc với opioid. Một số bà mẹ của trẻ sơ sinh được tiêm buprenorphine hoặc methadone, hoặc cả hai, trong khi những người khác không được dùng thuốc. Hình ảnh MRI, được gọi là MRI chức năng trạng thái nghỉ nâng cao, cho phép các nhà nghiên cứu xem xét sự giao tiếp của não và cách các phần khác nhau của não nói chuyện với nhau theo cách không xâm lấn. Phát hiện của họ cung cấp bằng chứng cho thấy việc điều trị nghiện opioid cho phụ nữ mang thai là an toàn và có thể rất có lợi cho những đứa trẻ mà họ đang mang trong mình. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ sơ sinh không được dùng thuốc có những thay đổi đáng kể đối với các khu vực xử lý phần thưởng của não. Não trẻ sơ sinh tiếp xúc với một hoặc cả hai loại thuốc đã tạo ra những thay đổi đáng kể theo hướng cấu trúc và chức năng não bình thường hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.